Thưa cha bề trên và anh em, hôm nay chúng ta chia sẻ bài thứ hai, đó là niềm vui là bạn hữu. Chúng ta có những cái bài ngắn ở trong tập sách, thực ra thì không phải là tôi viết, nhưng mà tôi cố gắng lấy lại một vài bài của những vị này vị kia, đặc biệt là của Đức Giáo Hoàng, để chúng ta có một ý niệm nào đó. Còn ở trong này thì chúng ta lại chia sẻ những cái điều khác. Thì anh em có thể tùy nghi viết thêm hay là sao đấy, tùy, để chúng ta cũng có thể có được một chút để suy niệm. Thì chiều nay, hôm nay chúng ta nói về một cái điểm thứ hai, một cái nét đặc trưng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, và cũng là một điều rất đặc biệt, đó là niềm vui là bạn hữu. Niềm vui là con, đó là một cái điều vinh dự, một cái điều đặc biệt. Thì niềm vui bạn hữu nó càng lớn lao hơn nữa, nó càng đặc biệt hơn. Và chúng ta cũng thấy được nó là một cái nét đặc trưng của Kitô giáo. Hôm qua chúng ta đã nói rằng ở trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, đó là mình có một cái tương giao với một ai khác. Thì ở đây một cái tương giao đó không phải chỉ là xa xa mà gọi là có cho có, nhưng là một tương giao rất thân thiết. Và chúng ta đọc được ở trong công đồng Vatican thứ hai đã khẳng định rằng là Thiên Chúa lại muốn kết thân và muốn làm bạn với con người. Không có cái tôn giáo nào có cái điểm như thế cả. Và đây cũng là điều, nó là khởi điểm cho chúng ta trong nhiều cái tương, trong mỗi cái mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên Kitô giáo nó là một tôn giáo để người ta có một cái tương giao với một đấng khác, và một cái đấng ấy lại qua muốn gọi làm thân, làm quen biết với con người như chúng ta từng được biết. Thì ở trong cái khuôn mẫu của tình bạn ấy, người ta kể lại rằng đó là từ thời cựu ước chỉ có hai người được làm bạn của Thiên Chúa, đó là ông Abraham và ông Môi-se. Hai người được Thiên Chúa trao cho những cái trọng trách đặc biệt và được Thiên Chúa gọi là bạn. Thì ở đây hôm nay chúng ta nói cái niềm vui bạn hữu của chúng ta là gì? Thì trước hết chúng ta có phải khẳng định rằng Đức Giê-xu là khuôn mẫu của tình bạn. Đó là cái điều mà chúng ta phải nói. Là khuôn mẫu bởi vì người khởi đầu là tình bạn giữa Chúa Giê-xu và con người. Rồi sau nữa tình bạn nó cũng phải hướng đến Chúa Giê-xu, chứ nó không phải là tình bạn chỉ là con người không không. Chúng ta lưu ý chuyện này, chắc chắn trong đời của chúng ta, một trong những điều mà chúng ta sống ở đây ở đó là có những tương giao, có những người thân thiết hơn. Thì nhưng mà trong cái Kitô giáo, trong đạo của chúng ta, trong đời sống thiêng liêng, thì chúng ta cũng có một người bạn, và người bạn ấy là Chúa Giê-xu, và chúng ta lại phải có cái tương giao thân thiết với mình. Thì Đức Giê-xu là khuôn mẫu đích thực của tình bạn, bởi vì trong cuộc đời của người, như chúng ta sẽ nói, có những người bạn mà Chúa Giê-xu gọi là liên hệ một cách thân thiết. Thế chúng ta được nói đến đầu tiên người mà được Đức Giê-xu thương mến, đó là tin mừng của ông Gioan. Ông Gioan như chúng ta đọc thấy trong tất cả các bản văn của ông ấy không có xưng mình là ông Gioan gì cả, nhưng mà ông vẫn gọi mình là người được Đức Giê-xu thương mến. Chắc có lẽ ông cũng dễ thương thế nào đấy, cho nên chúng ta nhớ rằng trong cái đêm bữa ăn cuối cùng thì Đức Giê-xu, ông Gioan đã tựa đầu vào ngực Chúa. Rồi ông ấy cũng là người mà như chúng ta được lọc thấy là buổi sáng phục sinh, ông có mặt sớm ở ngôi mộ cùng với ông Phêrô.
Thì đó là người được Đức Giê-xu thương mến. Nhưng mà chúng ta thấy trong đời của Đức Giê-xu cũng có những người là bạn khác nữa, đặc biệt là gia đình Bethania. Như chúng ta nói, không biết rằng là Chúa Giê-xu đã có liên hệ thế nào. Chắc cái chỗ này các nhà chú giải tin mừng Gioan, không biết là ông Thông, ông có chú giải không. Nhưng mà hồi đấy chắc rằng là Chúa Giê-xu mỗi lần lên Jerusalem thì đều ghé nhà Bethania. Bởi vì Bethania không cách Jerusalem xa lắm, khoảng 9 cây. Thì đó là một gia đình thân thiết với Chúa Giê-xu. Và nhưng mà chúng ta thấy trong cái sự thân thiết ấy thì Chúa cũng mặc khải những điều cao cả hơn. Thí dụ như chuyện bà Maria với lại bà Martha đón Chúa, không phải chỉ bạn để mà được hưởng, thôi thì bạn hữu để hưởng một cái tình cảm, nhưng mà đó là một tình cảm cao quý. Rồi Chúa Giê-xu cũng đã có mặt khi mà ông Lazaro chết. Thì Đức Giê-xu lúc đấy, như chúng ta nhớ, ông ấy, Chúa Giê-xu trước đã đang giảng ở Jerusalem, rồi người ta đe bắt Chúa, cho nên Chúa đã trốn sang bên kia sông Giô-đan. Rồi đến lúc mà nghe tin ông Lazaro chết thì Đức Giê-xu đã nhất định bảo rằng mặc dù ông đang ngủ, cho ta đi đánh thức ông ấy dậy, nhưng mà vẫn quyết liệt là phải trở về Jerusalem. Thì chúng ta đọc được rằng ông Thomas là người đã nói rằng thôi, chúng ta cùng lên Jerusalem để cùng chịu chết với Thầy. Một cái tình bạn đã lôi kéo Chúa Giê-xu về lại ở Jerusalem, dù rằng biết rằng người chết chịu đau khổ. Cho nên người ta ví von ở chỗ này là làm cho ông Lazaro sống, nhưng mà Đức Giê-xu đi vào cái chết. Thôi chuyện đó nó còn dài sau này. Thì mà chúng ta cũng nhớ rằng, nhưng chúng ta đã nói là Chúa Giê-xu chỉ có hai lần khóc. Một lần là nhìn thấy thành Jerusalem, và một lần nữa là trước mộ ông Lazaro. Còn trước những cây khác không có cây khóc, mà có một đầu với thành phố là vậy, và một lần này với ông Lazaro. Thế rồi sau nữa chúng ta thấy là trong đời cũng những người bạn của Chúa Giê-xu theo một cái nghĩa nó rộng hơn. Những người môn đệ cũng là người những người bạn của Chúa Giê-xu. Những người bạn là cùng để chia sẻ cuộc sống, và một là trong những điều là chia sẻ những cái dự định của mình. Thì các môn đệ là những người được Chúa Giê-xu tuyển chọn làm bạn Chúa để sống bên cạnh Chúa và để chia sẻ cuộc sống với Chúa, và sau nữa là trở thành những người chia sẻ cái dự định. Như chúng ta sẽ nói, dự định đó là công bố tin mừng cho mọi người. Bạn hữu không phải chỉ để ở với nhau, vui vẻ sống với nhau, tôi có những người bạn lâu lâu đến chơi để cảm thấy ấm áp, cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà đây Chúa Giê-xu là khuôn mẫu cho tình bạn, bởi vì cái tình bạn đấy hướng đến một cái việc gì đấy. Và chúng ta lưu ý nha, người ta chỉ gọi là bạn những người mà làm việc tốt với nhau thôi. Còn những người mà làm việc xấu với nhau thì người ta gọi là không phải là bạn mà là đồng bọn. Cho nên khi mà dịch cái dịch kinh mà giờ là ông Thánh Carolo và đồng bọn, người ta sợ tất dịch đó là đồng bọn, cho nên phải dịch là các bạn từ đạo. Chứ không thay dịch đồng bạn thì nghe là rất là hay, nhưng mà chẳng may nó đọc ra đồng bọn nó tối. Người ta là phải dịch là các bạn, chứ không dịch là đồng bạn được. Thì thôi, ta trở lại chuyện là bạn hữu ở đây nó phải hiểu là những người cùng với nhau để làm những việc tốt lành, cùng với, chứ không phải là những người mà cùng với nhau để mà làm những điều xấu xa. Thì Đức Giê-xu đã có những người bạn như thế, người bạn từ những ông khởi đầu Phêrô, Gia-cô-bê, Gioan, và chúng ta sẽ còn nói sau nhiều. Nhưng mà đấy là những người mà được Đức Giê-xu gọi là bạn. Rồi những cái người mà chúng ta thấy là những người thôi tạm gọi là tốt là như thế, nhưng mà lại có những người bạn mà chúng ta tạm gọi là cũng không có một cái quá khứ nó đẹp đẽ gì. Có những người cũng không là lạ như Nathanael đã vậy, nhưng mà chẳng hạn như ông Matthew cũng là một người bạn được gọi vào số các tông đồ để mà chia sẻ cái sứ mệnh của Chúa. Thì ông Matthew cũng là đặc biệt đó. Chúa đã gọi ông ấy đến trong cái lúc ông ấy đang làm việc và ông đã có một nghề nghiệp. Đấy là những người bạn mà ta có thể kể. Rồi sau nữa, về phía nữa là chúng ta cũng có thể nói đến cái ông Gia-kêu như là một người bạn của Chúa. Người bạn đó là sẵn sàng đi theo Chúa. Và chúng ta hiểu rằng ông Gia-kêu cũng là một nhân vật đặc biệt theo tôi nghĩ. Trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng là có phải là tình cờ Chúa đi ngang Jericho hay không? Tôi nghĩ rằng
đối với mình thì là những chuyện nó không ngờ trước, nhiều chuyện mình không ngờ trước. Nhưng mà đối với Chúa tôi nghĩ là không phải là tình cờ. Chúa đi ngang Jericho và có chuyện. Và cái ông Zacchaeus ấy, như chúng ta thấy, ông ấy đã gọi là dám có là bỏ đi cái danh dự của mình. Chúng ta đọc được trong Tin Mừng là ông không phải là một nhân viên thu thuế thường đâu. Ông là người là, gọi là trưởng phòng, đã gọi như vậy, là đứng đầu thu thuế. Mà ông ấy dám bỏ cái danh tiếng của mình để leo lên cái cây để mà nhìn thấy Chúa. Tức là chỉ ông chỉ ước mơ nhìn thấy Chúa thôi. Và ông đã dám bỏ đi cái sự gọi là người ta nói gì thì nói. Thôi mình là lùn thôi, mình biết mình thấp bé. Thôi mình leo lên cây để mình thỏa vọng cái ước mơ của mình. Nhưng mà ta thấy cái đặc biệt cái chỗ này. Là ông ấy chỉ mong là thấy được là vui rồi. Nhưng mà Chúa ta thấy, tôi nghĩ nghiệm ra rằng Thiên Chúa luôn luôn đi xa hơn những gì mà người ta nghĩ và người ta mong chờ. Ông Zacchaeus chỉ mong là thôi thấy Chúa cùng lắm là vẫy tay, thấy tôi là được rồi. Nhưng mà không, Chúa nói với ông Zacchaeus xuống mong: hôm nay tôi muốn vào nhà ông. Một cái điều đặc biệt, Chúa ông đâu có mời, ông cũng không có mong, nhưng mà Chúa vẫn tới. Thiên Chúa là nên là đi, một điều ta để ý trong cuộc đời của chúng ta là Thiên Chúa luôn đi xa hơn tất những gì mà chúng ta mong chờ. Chúng ta mong thế này Chúa đẩy xa hơn. Có khi trong đó mình có thể mình chưa nhận ra thì mình thấy điều này xấu, điều này không hay. Nhưng mà Chúa luôn luôn đẩy như vậy. Cho nên ta mới thấy được cái niềm vui của ông Zacchaeus. Ông vô nhà là tự nhiên rằng là Chúa Giêsu chỉ nói có một câu: hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Thế là ông khoái quá, đứng lên so tay so chân rằng là con đã làm hại ai, xin đừng cấp bốn, xin chia nửa tài sản cái cho người nghèo. Bây giờ mà cha bên trên xây nhà mà đi vô nhà nào mà tự nhiên mới có nói con câu nó cho thế đời mình sướng vô cùng. Và mình đi xin tiền mà mình chả nói gì, tự nhiên vô ấy là con xin nhường cha phần để cha xây nhà dòng hay là làm gì đấy, hay làm việc tốt lành, chả thấy ai cho đấy. Ông ra kêu Chúa đâu xin, đâu nói năng câu nào đâu. Tại vì ông đã được Chúa đi quá xa thì mình cũng phải có những hành động tương ứng. Chúa chẳng cần đó đâu, nhưng mà ít ra thấy là cái lòng mình nó phải phù hợp. Đấy là cái điều tôi nghĩ là quan trọng. Ông ấy làm cái đó, ông trao cái đó là thực tế là ông thấy là Chúa vô đấy, nhà mình đã được cứu độ, mình phải làm một cái hành gì đó tương xứng. Cho nên ông ấy được thúc đẩy rằng là con xin chia nửa tài sản cho người nghèo, và để ai con thừa tài ai thì được cấp bốn. Đấy, Chúa đi quá xa rồi. Cho nên ở trong cái tình bạn của Chúa Giêsu với những người khác á, thì một bên là không phải tại người ta đã ngon lành, nhưng mà Chúa đã dám chơi kết thân với người ta. Cái điều này thì mình con người ta, mình theo như mình trong cái suy nghĩ nhà dòng của mình cũng vậy thôi. Tức là bây giờ mình hãy chơi với ai đây? Mà chơi những cái thằng cờ vơ là mày mất bạn mày. Và mình chơi với thằng nào mà nó không ngon lành thì mày liệu hồn mày có giữ được linh hồn mày không? Nên bây giờ chúng ta là như vậy. Nhưng mà Chúa thì chắc Chúa lại chủ trương như vậy. Mình chắc không ngon lành với Chúa đâu. Mình chơi với thằng nào thì thôi, mình thấy thằng này chơi được, nó ngon mới chơi. Chứ thằng này nó đã lôi mình đi đâu thôi chắc lần thôi, bye bye, lần sau không tới nữa. Thì không, nhưng mà đó, tôi nghĩ rằng đó là chủ trương của Chúa. Chúa là chủ trương chơi với những cái anh như thế để lôi với. Và đã đọc được cái điều mà như Chúa Giêsu nói trong sau khi gặp cũng ăn ở nhau Matthew. Đó là tôi đến không phải để cứu những người công chính, mà là cứu những người tội lỗi. Cho nên Chúa chủ trương như vậy. Chứ tại thực tế ra Chúa mà đã chủ trương chơi với thằng công chính, có ma nào là công chính đủ? Và cái nào mà công chính là xứng đáng đâu. Nhưng Chúa vẫn chơi và Chúa chủ trương như thế. Thôi thì đấy cũng là một cái mẫu gương để chúng ta hiểu rằng là Chúa làm bạn với những người như thế. Rồi thêm nữa, một cái tình bạn như vậy thì nó cũng gọi là cân bằng những khiếm khuyết. Chúa gọi chúng ta là bạn, và như chúng ta vừa nói, không phải là mình xứng đáng, không phải là mình phù hợp, mình ngang hàng, mình chơi với Chúa đâu. Không, Chúa vẫn nâng mình lên. Đấy mà là tôi nghĩ là quan trọng. Chúa thân thiết với ai thì Chúa làm cho họ xứng đáng với tình yêu và tình cảm Chúa dành cho. Tôi nghĩ chỗ đó là cần mình phải để ý. Không phải là tự nhiên mình chơi với thằng người kia là mình bảo rằng tôi cũng phù hợp, thí dụ cùng một đẳng cấp với nhau. Mình với Chúa sao đẳng cấp được? Sao đẳng cấp được? Nhưng mà Chúa vẫn chấp nhận để mình làm bạn. Nhưng mà cái điều hay hơn nữa là tôi không biết cứ chắc chắn của anh lớn quá, nhưng mà ta được học được một cái điều như này: Chúa làm cho người ta thành bạn hữu, nhưng mà đồng thời Chúa cũng làm cho người ta xứng đáng với tình bạn của Chúa. Tôi nghĩ chỗ đó là cái điều mà chúng ta cũng phải lưu tâm. Chúa mời ta làm bạn,
Nhưng mà Chúa muốn biến ta thành bạn để hợp với tình yêu của nó. Thì dĩ nhiên ta thấy nó tình bạn trên nguyên tắc một cách nào đó, bạn hiểu là bình đẳng. Nhưng mà trong cái tình bạn của Chúa này thì không, không bình đẳng. Thực tế thì cái điều cho ta sâu xa ta thấy là cái tình bạn giữa chúng ta và Chúa dĩ nhiên nó có những cái chênh lệch. Và cái điều mà Chúa vẫn muốn làm cho mình là trở nên xứng đáng với tình yêu của Chúa. Tôi nghĩ rằng là chuyện đó là cần. Nên ta không phải là ta Chúa mời Chúa đặt ta làm bạn hiểu là cha lên mặt ta ngon. Thực tế không đâu, nếu chúng mình ta vẫn biết phận mình. Và chúng ta cũng đọc được thấy là cái điều đó trong cái câu chuyện mà giữa Chúa Giêsu và bà Maria Magdalena. Tôi nghĩ rằng Chúa cũng coi cố chúc quý bên các bà đó, thôi tạm gọi các bà đó cũng là bạn. Tôi chỉ thắc mắc điều này, không biết cha Điển có thích chuyện này không, nhưng mà tôi thấy là mẹ Chúa đang ăn, cái bà này cứ sờ sờ chân sao ăn được đâu. Hả? Cái bà đó cứ lấy, tôi chỉ lấy nước mắt mà lâu nó khóc, cố ăn ngồi mà thằng nào ăn, thằng nào nó sờ sờ chân, cứ thế mà ăn được vui vẻ. Mà Chúa vẫn để cho bà ấy làm, không biết là tin mừng thôi, chắc cũng kể hay hay. Chứ mình đọc câu chuyện đó, mình nghĩ rằng là làm sao mà mình vào đây thằng nào nó cứ sờ sờ bố mẹ bố ai chịu được, sốt ruột ai chịu được, thằng đó được. Nhưng mà thôi Chúa chắc để sao để cho cái bà đó bà khóc lấy tóc mà lau, mình chắc không được. Nhưng mà thôi Chúa để bà đó. Nhưng mà Chúa, cái bà đó rõ ràng là người phụ nữ ngoại tình, pháp phụ nữ còn tội lỗi, nhưng mà Chúa vẫn kết thân với họ và Chúa giao lưu với họ. Nhưng mà thôi ta vẫn nhớ là Chúa có quyền năng, Chúa có tình yêu đủ lớn để là biến đổi những con người như thế. Mình thì chắc không ai như thế đâu, không phải không? Không ai có thể là như thế, khi nào đâu dễ gì mà uống theo với mấy bà mấy cô như thế. Cũng giống như là lúc mà Chúa cũng hay, tôi thấy ví dụ vậy, mình sáng mà uống cà phê kia mà cái máy xe mà nó cứ sụp sụp như thế, mình đã thấy khó chịu. Mà Chúa đi giảng, cái thằng kia nó, mấy cái lão nó đục trên đầu nhà mà sức cứ ngồi giảng được, mà chả ai nhúc nhích gì. Mình bây giờ là ngồi đó tí là thôi, vừa bụi vừa bọng vừa cái gì ồn nào thôi chạy chỗ khác. Đấy là Chúa, người ta kể là Chúa đang giảng như vậy, xong rồi không có ai nhường chỗ cho mấy cái lão kia, phải đục mái nhà thả lão xuống. Mấy chả ai đục nó ngồi yên à. Bây giờ anh em ai mất có nhà lầu coi, thằng nào mà trên lầu cứ kéo ghế với lại làm gì nó sụp trên đầu, cái thằng dưới nó sốt ruột thôi. Thế mà đây Chúa cứ giảng được mà người ta cũng ngồi yên nghe giảng được, tôi nghĩ cũng hay, cũng vui thôi. Thì đặc biệt như vậy nhá, đại khái. Thì ta trở lại chuyện của mình, thì Chúa Giêsu trở thành tình bạn là gương mẫu, là trung tâm của tình bạn và cũng là điển đích điểm cho tình bạn, và thêm nữa nó là gương mẫu cho tình bạn. Đấy là cái điều ta lưu tâm. Tình bạn là gì? Dám hy sinh vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu có một cái tình bạn cao quý, đó là chúng ta đọc được ở trong Tin Mừng Gioan, là không có một tình yêu nào cao cả cho bằng một người bạn dám hy sinh vì bạn hữu của mình. Đấy là bạn thì vẫn tìm thân thiết với nhau, nhưng mà chẳng có ai dám hy sinh vì người bạn. Cho nên Chúa Giêsu là gọi là khởi điểm, là trung tâm và là gương mẫu cho tình bạn, đồng thời là đích đến cho tình bạn. Người ta đến hướng đến một cái tình bạn chân thật và cao quý trong Chúa Giêsu, chứ không phải là tình bạn con người bình thường, thông thường ở trong cuộc sống của mình. Bạn bè với nhau là gì? Là những người gặp hợp ý nhau, những người chơi với nhau được, nói chuyện tào lao với nhau được, rồi cũng cụng ly hay là cả kế với nhau được, thì đó là bạn hữu theo nghĩa bình thường. Còn ở đây, theo nghĩa là Chúa là bạn của chúng ta, là theo cái nó đặc biệt, là Chúa mời chúng ta hưởng cái tình yêu của mình. Gọi là được làm bạn, tức là được hưởng cái sự thân thiết của Chúa, nhưng mà đồng thời nó cũng được hưởng hồng ân của Chúa. Cho nên đó là một cái duyên, đó là một ân sủng, chứ không phải chỉ là tình bạn thông thường. Thì Chúa Giêsu mời các môn đệ để làm trở thành bạn hữu của Chúa. Chúng ta nghe cái câu nói rõ ràng, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, nhưng gọi anh em là bạn hữu. Đây là một trong những lý do để các sở kinh đẩy cái chuyện rằng là này là mình thầy sẽ bị nộp vì anh em, rồi thầy nói với anh em. Thời xưa chúng ta thấy Chúa thông thường là Chúa sẽ là cái cấp cao hơn ở trên cái bản văn thời xưa, sẽ là ta rồi ta phán, ta truyền. Các sở kinh thì đưa lên, không biết có thầy có chấp nhận được hết hay không, nhưng mà đấy, thầy nói với anh em, nói nó khác, phán nó khác, phán là trên tòa là uy nghi khác.
Đấy, ta thế này thế này kia, ta là cao hơn. Đấy, đây gọi là thầy và anh em là bạn hữu đó. Cho nên chính Chúa Giêsu cho muốn trở thành thân thiết, và vì vậy cho nên mới gọi, tại vì trong sự Kinh Thánh anh em anh nào học thì biết, nó không phải nó không có xưng gì hết. Thì bây giờ thì cái tương giao của mình với như thế nào, thì cho nên mới dịch là thầy. Thầy nó tương đối, nó là cho thấy cái mối thân thiết của người người chủ, người thầy đấy với các môn đệ của mình. Thì ta thấy rằng là có cái điều hay ở chỗ này là cái ông cha Timothy ông nói rằng ngay trong cái đêm mà các môn đệ sắp sửa phải ly tán, sắp sửa vỡ cái cộng đoàn mà Chúa Giêsu Kitô tạo, trên phương diện nhìn trên con góc độ con người nó sắp sửa vỡ, thì Chúa Giêsu lại gọi các ông ấy là tôi làm một bạn hữu. Tin mừng Gioan đặt cái câu nói mà của Chúa Giêsu vào trong cái bối cảnh là bữa ăn đấy, mà bữa ăn đó cuối cùng là cái lúc mà các ông sắp sửa phải vỡ. Trong đó có cả Phêrô, trong đó có cả Giu-đa Iscariot, trong có cả các chuyện mà các môn đệ, mà thấy Chúa Giêsu lại nói rằng anh em là bạn hữu của thầy. Ta thấy cái bối cảnh của nó đặc biệt, nó đặc biệt lắm. Ngay cái lúc đấy, để các ông vẫn thuộc về Chúa, vẫn ông được vẫn ngay cả khi biết rằng là khi các ông sắp lìa bỏ Chúa, có thể phản bội Chúa, nhưng mà Chúa vẫn coi các ông ấy là bạn hữu. Nó đặc biệt như thế. Chúng ta mà coi bạn này mà uống chơi uống không hay, là chơi không được, đâu. Thằng này nó uống là hay ăn dặm, sao đừng mời đâu. Nhưng mà đấy, Chúa vẫn chơi, Chúa vẫn đi với các ông. Và Chúa lại nó thấy cái câu nói mà như chúng ta vừa trích lại đó là không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dặn hy sinh vì bạn hữu của mình. Mà bạn hữu đây là những cái anh nó trả ra gì, nó anh nó cũng bất tín, nó cũng thế này thế kia, vẫn dám chết vì nó. Ta thấy cái chuyện đó nó cao quý là như vậy, cho nên thấy ta phải hiểu nó là một cái đặc ân cao quý Chúa dành cho mình. Rồi dĩ nhiên chúng ta thấy là nó cũng có những cái điều kiện tạm gọi đấy. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em tuân giữ lời thầy truyền. Anh em mới là bạn hữu. Đấy cũng là một cái đặc trưng của Kitô giáo đấy anh em. Các tôn giáo khác không có nói mình phải yêu thương Phật phiếc gì cả, không nói yêu mến. Trong Kitô giáo là phải nói là mình yêu mến Chúa. Mà yêu mến Chúa rồi thì làm sao? Là phải thể hiện bằng cái chuyện nào là tuân giữ. Tôi tin Chúa đã vậy, nhưng mà sau đó tôi tin là tôi phải làm theo điều Chúa dạy. Là cái đấy khó cái chỗ đó. Chứ không phải là thôi tôi tin trời Phật, tin xong đó là tôi cái chuyện ở trong lòng tôi không có. Không, cái đức tin của chúng ta phải trở thành cụ thể là tôi tin Chúa, tôi phải thực thi điều Chúa truyền. Đấy là điều mà cũng là đặc biệt của Kitô giáo. Theo tôi nghĩ rằng là khi anh em dạy giáo lý phải cho người ta thấy cái chuyện như vậy. Nhưng mà ta thấy đó không phải vì nặng nề gì, nhưng mà bởi vì tôi được là bạn hữu của Chúa, cho nên tôi tuân giữ lời Chúa truyền. Nó là điều gì mà bình thường có thể phải khó khăn cho tôi, có thể tôi phải vất vả, nhưng mà nó là một cái lý luận bình thường. Kitô giáo nó cho chúng ta cái điều đặc đẹp như vậy. Các tôn giáo khác không có tôn giáo nào đó. Mình thôi mình cúng Phật, thờ Phật, cắm hương xong về, không cần thiết, không cần buộc. Còn trong Kitô giáo chúng ta buộc, khi anh đã nhận là bạn hữu của Chúa, anh phải làm theo điều Chúa truyền. Đấy là điều thứ nhất. Là điều thứ hai nữa là anh em phải yêu thương nhau. Cái đó cũng khó đấy. Một bên là cái tương giao linh Chúa, bên khác là này, nó sẽ cho được thấy cái tính gọi là phổ quát hay tính gọi là liên đới của Kitô giáo. Anh có tương giao với trời đã vậy, nhưng anh phải tương giao với người khác. Chúng ta thấy rằng là nó hai cái chiều đấy, ta nói là chiều dọc và chiều ngang đấy. Mình xét về phương diện nào đó, chiều dọc nó là khó. Khó là cái gì? Bởi vì là Chúa là vô hình, mình không biết Chúa nào cả, mình không nhìn thấy Chúa. Là khó thế chuyện đấy. Nhưng mà nó lại dễ. Dễ là Chúa không có kêu rêu, Chúa không có phàn nàn với bao giờ. Trong khi đó mình và anh và là bạn hữu với nhau á, thì nó cũng kêu rêu. Là kêu rêu lúc thì phàn nàn, lúc khó khăn. Chúa thì là mình là bạn hữu với Chúa là chủ mình không thấy. Nhưng mà Chúa không có trách cứ, không phàn nàn. Chứ còn mình và bạn hữu với nhau, sao mày lâu quá mày chả hỏi thăm tao, sao mày lâu quá mày chả đến cái gì đấy, đại khái vậy. Nó sẽ... Nhưng mà Chúa lại đòi phải có hai cái tiếng sao đấy. Và như tôi vừa nói, tôi vẫn nói nhấn mạnh chuyện này. Nó là một cái đặc trưng của đời sống Kitô hữu chúng ta. Một bên là tôi tương giao với thần linh của mình, nhưng bên khác tôi phải tương giao với người khác. Tôi không phải là tôi với Chúa không thôi, với Chúa xong không.
Chúa bắt tôi phải yêu mến người khác, không phải chỉ là coi họ như là gì này kia, nhưng mà phải yêu thương người khác. Mà thôi thì chuyện đó chúng ta không nói thêm, nhưng mà nó cho thấy được như vậy. Bởi vậy cho nên đó là một cái điều mà người Chúa mời chúng ta phải sống cái tình bạn. Và Chúa lại cho chúng ta cái điều gì? Thưa là gọi là để những gì thầy nghe được nơi cha thầy thì thầy đã cho anh em biết. Nghe được cái gì đâu? Theo tôi, chúng ta vẫn đọc trong cái gì giờ hình như là cái thánh đi kinh chiều, không phải thánh ca kinh chiều thứ tư, chúc tụng Thiên Chúa dùng Đức Giêsu Kitô trong Đức Kitô ở đó giờ, tức là cái kế hoạch nghe được cái điều diệu kỳ của Thiên Chúa. Mà điều diệu kỳ đó không phải là cái gì ghê gớm, mà không phải ghê gớm theo bây giờ, nhưng mà là cũng là một cái kế hoạch là Thiên Chúa muốn yêu thương trần gian, không muốn cứu độ trần gian, vậy thôi, chứ đâu phải có những gì sâu xa thôi. Sâu xa thì khác, nếu trong mầu nhiệm bác ngôn không giải thích được, nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy là những cái điều sâu xa mà Chúa gửi đến cho mình là gì? Là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa cứu độ. Đấy thôi, đó là kế hoạch mà Chúa truyền lại cho chúng ta. Cho nên chính vì thế ta được mời đi vào trong một cái tình bạn rất là cao quý. Là nó làm cho mình được sống, mình được nâng lên. Bởi vì Chúa phá vỡ những cái khiếm khuyết của mình, rồi Chúa tha thứ cho mình, và Chúa làm cho mình xứng đáng với tình yêu đấy. Đấy là cái điều mà chúng ta phải tâm niệm trong đời sống của mình. Rồi một cái điều khác nữa thì chúng ta thấy rằng là cũng có những tình bạn giữa các thánh. Thì thôi người ta kể đó, chúng ta chắc anh em coi là phim rồi. Tôi nhớ là mình coi cái phim này lâu lắm. Có phim thánh ông thánh Francisco và Clara. Một cái tình gọi là tình bạn, tình cảm đặc biệt giữa các vị thánh với nhau. Francisco và Clara. Nói chuyện Francisco tôi cứ nhớ đến mình cũng tự nhiên mình so sánh, tại vì mình cũng bảo là trong chuyện người ta kể rằng thôi là hai thánh Francisco với thánh Damien gặp nhau, nhưng mà hình như là không chắc lắm đâu, người ta bảo không chắc lắm. Mà thôi thì mình xưa mình đọc chuyện của Trang Nguyễn Chí Ân, và Chí Ân là coi như là hai ông thánh đi về cùng Roma để xin lập chồng. Ở trong quá giấc mơ thì giáo hoàng mơ thấy rằng cái tòa nhà giáo hội sụp đổ, thì thấy cả hai cái ông đến ghé vai đẩy lên, thì người ta giải thích là hai ông thánh Francisco Đam ấy, nhưng mà trong thực tế hai ông có gặp nhau không biết, không biết. Là cái chuyện quan trọng là cái tinh thần nghèo khó nó vẫn là một cái lời mời gọi rất là sống động cho cái thế giới của chúng ta hôm nay. Cho nên người ta vẫn một bên là biến thánh Francisco thôi thì nó cần gũi thân thiết, nhưng mà cái tinh thần nghèo khó và thêm nữa như Đức Giáo Hoàng thì nói là cái tinh thần hòa bình, nó vẫn gần gũi hơn với dân chúng. Thôi thì Chúa ban cho ông ấy như vậy, dòng Đa Minh mình chắc lại có cái khác chứ không có cái đấy được. Nhưng mà thôi thì mình cứ nghĩ là mình buồn cho dòng mình thôi, mình về thấy rằng là dòng người ta nó vui vẻ, nó thân thiện như vậy, dòng mình nó khô khan, có lẽ tại mình chăm học mình chiêm niệm thế nào đấy, nên là không có thân thiết lắm, khá thế. Thôi người ta có nhưng thấy người ta nghe cái chuyện đẹp, anh em coi phim tôi coi lâu lắm rồi tôi quên rồi. Bà Clara bài cũng theo Francisco bài cắt đi mái tóc gì đấy, vào coi phim đó. Thắng coi phim đó chưa? Chưa thì mai bảo cho về trên cho coi phim đó. Đó. Rồi chúng ta có một tình bạn nữa là Thánh Nữ Teresa Villa và Thánh Gioan Thánh Giá. Rồi bên dòng mình thì không biết cái chỗ này nó cũng tôi vẫn nghe kể mà mình vẫn chưa đọc hết được, là giữa chân Phước Giordano Saxonia là người bị kế nhiệm của Thánh Đa Minh, và cái bà gọi là Diana, cái bà mà ở Trầm Kín ở Bologna, và là lập Trầm Kín đấy, đấy, khá đấy. Thì ta thấy như vậy, Chúa Giêsu là tình bạn, Chúa Giêsu mời chúng ta đi vào tình bạn của Chúa. Điều mà tôi nghĩ rằng là thôi mình chia sẻ thêm một tí giữa tình bạn của chúng ta với nhau. Đây là một cái điều tôi nghĩ là cũng nên để ý, chúng ta nên để ý với nhau, để mà sống với nhau như một người bạn hữu. Chúng ta những người mà gọi là bạn hữu với nhau, đời sống cộng đoàn thánh hiến là cách sống của những người được Đức Giêsu kêu gọi và được tình yêu của người nâng đỡ để hình thành một gia đình mới, để sống và để làm chứng cho Chúa. Đó là Vita Consecrata viết, đó là tôi cũng muốn đọc lại điều đấy để chúng ta thấy rằng là chúng ta những người bạn trong đời sống. Thế đây cũng không phải là bạn mà chúng ta được chọn,
theo nghĩa là mình gọi là cùng gọi là cùng sở thích, cùng yêu thương, bạn nào bắt đầu là cùng sở thích. Nhưng mà cái điều sâu xa hơn là chúng ta được làm bạn bởi vì chúng ta là bạn trong Chúa. Và nếu mà như theo cha Timothy nói á, là chúng ta là những người cùng một hứng khởi của Thánh Đa Minh. Tôi nghĩ rằng điều đó là mấu chốt của chúng ta. Có lẽ cái điều mà nói về khác nhau thì bây giờ không cần phải nói. Chúng ta đã thấy nó quá nhiều và chúng ta thấy chứng kiến quá nhiều. Đó là chắc chắn chúng ta là khác nhau, rồi thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Nhưng mà chúng ta sẽ phải là bạn của nhau. Đấy là điều quan trọng. Mà bạn đây không phải chờ đến với nhau để mà gọi là làm việc gì. Nhưng mà như chúng ta hiểu được, tôi đến với nhau, cùng làm bạn với nhau để cùng được lý loan báo tin mừng. Đó là cái hứng khởi của Thánh Đa Minh và của chúng ta. Rồi cái làm bạn với nhau thì chúng ta cũng sẽ, khi làm bạn với nhau thì ở đây là mình sẽ không đòi mình gọi là chấp nhận nhau hoặc gọi là bắt người khác phải như nhau. Một cái điều trong tình bạn là người ta không bắt người kia gọi là phải như mình, nhưng mà vẫn tôn trọng họ như họ là. Đấy cũng là điều mà chúng ta học được trong Chúa Giêsu. Mặc dầu rằng Chúa Giêsu vẫn cho ta tặng ân sủng cho người ta nên làm bạn Chúa, nhưng mà người ta vẫn phải là người ta. Chứ không phải một trong những điều bạn hiểu nó sẽ hỏng là khi người bắt người khác gọi là trở nên chống mình hoàn toàn, tức là mất đi cái tự do, mất đi cái gì khác thì nó không còn là tình bạn đúng nghĩa nữa. Là cái tình bạn là mình phải sống với nhau và cùng nhau loan báo tin mừng. Đấy là cái điều mấu chốt. Thì thôi, chúng ta thấy rằng những cái điều đấy, như chúng ta sẽ còn nói trong bài cộng đoàn, nó phải mời chúng ta vượt lên trên những khác biệt và những vấn đề nó có thể có. Đấy là điều làm bạn. Làm bạn nó không phải, bạn này không biết nó có, tức người ta cứ đọc là trong cái thánh vịnh mà chúng ta khi nào ăn tiệc hay đọc, ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vẻ bên nhau, chắc cũng có lúc vui vẻ, cũng có lúc cãi cọ, phải không? Thì ta Timothy nói với chúng ta rằng, đó là những người mà chúng ta dám tự hào về nhau và cũng dám đối đầu với nhau. Đấy cũng là điều tôi nghĩ rằng chúng ta phải để ý. Ta tự hào vì ta thấy thằng này đó là Đa Minh, thằng này nó như thế này. Chẳng hạn như thôi thì không biết anh em nghĩ nào, nhưng mà tôi nghĩ thấy thôi, tự nhiên cái lúc mà ông cha Thanh cũng chết, thôi thì mình cũng nghĩ thôi tự hào mình thôi. Mình cũng có liên hệ với ông Tí Tí. Mình cứ tự nhiên ông này mà được có cái gì đó là mình cũng chắc được hưởng sai sái. Thế tên rằng là dù sao mình cũng là dạy học cho ông, coi ông chắc ông cũng, mình cũng tự hào mai mốt người ta có kể và tôi cũng dạy học lão đấy, nó cũng hồi đó tôi coi lão, thí dụ vậy thôi. Nên chính vì thế mình thấy rằng mình dám tự hào với nhau khi có những điều ấy, nhưng mà dĩ nhiên cũng xấu hổ với nhau. Đấy, những cái nào mà có cái chuyện gì trục trặc là mình như thế này là cái, thì mình nghĩ cũng hơi nghĩ ngợi. Cho nên một trong điều mình cũng nhắc nhở lắm, đừng để thằng khác nó mang tiếng về mình. Mình làm sao mà để thằng khác nó đừng mang tiếng về mình. Đấy là cũng là điều mà chúng ta lưu tâm. Rồi sau nữa, đó là mình cũng phải, ông cha Timothy nói là mình đối đầu với nhau. Đối đầu theo nghĩa là mình cũng dám gọi là trao đổi với nhau về những gì mà nó không phù hợp, nó không xứng đáng. Cái điều đó là, mà đây tôi nghĩ rằng là cái mấu chốt của điều là chúng ta có dám nói chuyện với nhau, có dám để cho nhau nói hay không. Tôi nghĩ đó là điều cũng là đặc trưng của đời sống chúng ta, nghĩ rằng là nó cũng khó khăn vất vả. Sáng nay đi viếng nghĩa trang thì tôi cứ nhớ đến cái chuyện cái lão Tôn Khánh Duy nó hay trêu tôi với trêu hắn là mai mốt chúng mình là những cái thằng trốn nhau. Thì mình tớ có hay treo Khánh Duy mà thôi chắc tớ không có được hy vọng là chôn Khánh Duy, mà Khánh Duy nó chôn tớ, mà mình nói như thế. Thông thường là cái thằng trẻ hơn nó sẽ chôn thằng già chứ, phải không? Thì không biết rằng là Chúa sẽ gọi ai trước, nhưng mà hình như cái đẹp, lâu nay hình như có cái tiếng đồn rằng là Chúa bây giờ không theo thứ tự mà hay Chúa bốc tóc. Chúa không theo thứ tự nữa, bởi vì nếu mà cứ theo thứ tự là mình lên trang nhất của nhân giám rồi nhá. Cha Điển là còn trên mình được mấy người, mình là trên trang nhất của nhân giám rồi, tức là mà trang nhất của nhân giám là trong cái hàng sông mà xuống cái hàng cuối bên kia là nhanh lắm đấy, tự nhiên là đi lên, nhưng mà là thỉnh thoảng có thằng nó bóp còi nó chạy qua, lão Thủy hay lão gì là nó bóp còi nó chạy qua, nó vụt lên cái là, nhưng mà cứ nếu mà cứ theo thứ tự thì chả mấy chốc mới lên tới top của bên này đó, chả mấy chốc mới lên tới bên này, xuống đây là mấy hồi. Cho nên bảo thôi thì chả biết thằng nào cho thằng nào, chỉ có thôi thì nó chơi với nhau cho vui thôi.
mày ăn ở thế nào để lúc mà nó thả xuống nó thả nhẹ nhẹ thôi, chứ nó thả tòm cái là xương mày rời ra khúc mai mốt không kiếm đâu ra đó. Thôi nói chơi với nhau như thế, cuối cùng là chúng mình chôn nhau thôi, nhưng mà chúng mình là sống thế nào để nó thả xuống nó thả nhẹ nhàng êm ái, chứ thả cái rầm đó là mẹ mỗi cái xương đi nơi là không còn nguyên vẹn đâu. Nhưng mà thôi, đấy là chuyện tương lai, chuyện ta chả biết. Nhưng mà cái điều trước mắt là chúng ta là chờ mời gọi, một bên là ta trở thành bạn hữu của Chúa, đó là một ân huệ, là chúng ta cũng sống từ cái tình bạn của chúng ta với Chúa. Và vì chúng ta cam kết sống với nhau thì chúng ta cũng tập để làm bạn hữu của nhau. Tôi nghĩ phải tập, nó không đơn giản, không dễ. Ta sẽ còn nói trong cái bài cộng đoàn thì sao nữa, thì đấy là một cái đường, cái hướng ta đi, ta sống với nhau là bạn hữu. Thì bạn hữu là dám chia sẻ với nhau, và một trong những điều khác nữa là dám gọi là cũng nói với nhau những gì đó không phù hợp. Bởi vì tôi nghĩ rằng ngày nay chúng ta khủng hoảng, một trong điều đó là chúng ta không nói chuyện được với nhau. Có những điều thời này điều kia trong cộng đoàn mà chúng ta không dám nói cho nhau, hay là không lắng nghe nhau. Và chính cái điều ấy đã làm cho cộng đoàn chúng ta khó. Bởi vì thực tế như chúng ta học tới đời sống, chúng ta ở tới bây giờ chúng ta đều biết rằng là thế nào ở cộng đoàn với nhau là có vấn đề. Đương nhiên đó, bởi vì mỗi người là một tính, mỗi người là một sở thích. Nhưng mà chúng ta dám gọi là nói với nhau, chia sẻ với nhau, rồi cũng gọi là tạo cho nhau niềm vui, thì cái đó là quan trọng. Cho nên tôi cũng theo cái kinh nghiệm của tôi thì người ta cứ nói là tập làm việc với nhau. Nhưng mà tôi thì tôi nói như thế này, tập chơi với nhau đã. Khi người ta dám chơi với nhau thì người ta sẽ làm việc với nhau được. Còn khi người ta không chơi với nhau được thì người ta cũng khó làm việc với nhau lắm. Bởi vì nếu mà cứ tới việc mới chia thì nó chỉ làm trong cái tinh thần ôi chia tôi tới đâu tôi làm, còn tôi không biết gì hơn. Còn khi người ta sống với nhau mà gọi là chơi với nhau rồi thì người ta biết nhiều chuyện. Mặc dù là làm như thế, chia như thế, nhưng mà ta có thể phải đi xa hơn hay phải làm thế nào cho trong cái tinh thần tế nhị của nó, thì tôi nghĩ chỗ nào là chỗ khó. Thôi ta trở lại chuyện ta vắn tắt là chúng ta được mời gọi, nó có nhiều điều lắm mà thôi. Chúng ta nói vắn tắt là tình bạn của chúng ta với Chúa nó sẽ giúp chúng ta củng cố cái tình bạn với nhau. Và một trong những điều đó là chúng ta giúp nhau để trở theo cái gương mẫu là tình bạn từ bắt đầu từ Chúa Giêsu, hướng về Chúa Giêsu và đích đến cũng là Chúa Giêsu. Khi người ta có cái tình bạn cao quý ấy thì người ta cũng vượt lên trên tất cả những cái gì gọi là khác biệt, những gì là gọi là chia cắt. Bởi vì chính Chúa đã xóa đi cái khoảng cách giữa chúng ta với Chúa, thì chúng ta cũng tập thôi, mình chắc chưa làm hết được đâu, nhưng mà thôi cứ tập đi, mình cứ xóa bớt dần dần những cái khoảng cách làm cho chúng ta xa cách những người khác, những người mà anh em của chúng ta, những người cùng chí hướng trong việc loan báo tin mừng. Xin cảm ơn cha về trên và nhạc.